Hơn một năm kể từ khi được phê duyệt chủ trương xây dựng dự án bãi đỗ xe thông minh trên phố Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Khu vực mặt bằng rộng hơn 5.000 m2 trên phố Nguyên Hồng vẫn chỉ là một bãi đất trống quây tôn và trông giữ xe theo kiểu truyền thống. Theo ghi nhận của chúng tôi, quanh khu vực bãi xe xuất hiện nhiều bãi tập kết rác thải bốc mùi hôi thối, khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Dù chưa được khởi công xây dựng, thế nhưng bãi xe này đã đi vào hoạt động, trở thành điểm trông giữ hàng trăm chiếc xe ô tô. Theo quan sát, bãi xe này không được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy nên rủi ro về cháy nổ là rất cao. Cái bãi đỗ xe thông minh, cái thứ nhất là sát nhà dân, càng ngày càng sát nhà dân là ô nhiễm môi trường rồi lại cháy nổ, tiếng ồn. Nói đồng ý để mà giữa hai chữ, một là đồng ý và không đồng ý thì người ta sẽ không đồng ý. Được biết, ngày 8 tháng 5 năm 2017, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cấp giấy phép quy hoạch số 2649 GPQH cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Cơ sở Hạ tầng ICO với dự án bãi đỗ xe tự động PH13 tại phần đất cống Mương Hóa, Nguyên Hồng với diện tích hơn 5.000 m2. Theo thiết kế, bãi xe này có sức chứa khoảng 200 xe ô tô, ngoài ra còn có khu gửi xe máy, khu bảo dưỡng, vườn hoa tạo cảnh quan. Thế nhưng từ đó đến nay, dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Việc chậm triển khai dự án đã và đang phát sinh nhiều vấn đề gây bức xúc cho người dân.